Chào cả nhà. Bên Linh á, sắp đến lễ Phục sinh rồi, cho nên ở tất cả các cửa hàng đều bán rất là nhiều sô-cô-la, và đặc biệt là sô-cô-la hình thỏ nè. Nhiều quá. Còn đằng kia nữa, chút xíu Linh lại đó Linh quay cho mình coi. Ở đây thì có nhiều loại hình trứng nè, có sô-cô-la sữa nè ha. Rồi trong đây là cái gì thì Linh chưa có biết, tại vì Linh rất là ít ăn sô-cô-la, chỉ có nhà Linh đó, nhà Linh ăn nhiều. Đây, loại sữa này mình thấy rõ ràng luôn ha. Cái này gọi là cái carrot cake, mà Linh không biết trong đó có vị cà rốt không thì Linh không biết nha. Còn cái loại này thì có hạt đậu ở trong. Nhiều hết cả nhà ha. Còn cái loại này là loại cưa, nghĩa là không có đường và không có sữa. Oh sorry, không có sữa. Còn đây có nhiều loại hơn, hình con vịt nè, hình đủ thứ hết. Dễ thương không nè, dễ thương không nè. Đây nữa nè, nhìn là thấy có mùa xuân tới rồi ha. Tới mùa xuân rồi, mai xanh nó bị bể hết rồi đó. Còn bên đây nữa nè cả nhà ơi. Đây coi có hình gì đây, cũng vẫn là hình con thỏ nè, con gà nè. Đây nữa nè, con gà mẹ. Nhiều loại bánh hơn nữa nè ha. Bên mình đó mọi người, lễ Phục sinh là sẽ làm gì? Rồi người ta bắt đầu trang trí lên mấy cái cây bằng mấy cái trứng như vậy nè. Đây là trứng gỗ. Chưa tới ngày nên nhà Linh chưa có trang trí. Cái này là chỗ Linh học vẽ thôi. Dễ thương ha. Quay xa cho mọi người coi nè. Đâu phải mình chỉ trang trí trên cây mai, cây đào không đâu. Cái bạn đó cứ đứng trước cái chỗ quay của mình, làm Linh tới dịch cái camera của Linh. Đây là cái góc nhỏ xíu của nhà Linh mà Linh dùng để sử dụng trang trí cắm hoa cho gia đình vào dịp Tết hoặc là những dịp như thế này nè. Đây là cái túi trứng Linh mua là gần 3 đồng, 2 đồng 99, Linh mua 2 hộp. Đây là cái hộp trứng mà con Linh đã trang trí vào những năm trước rồi. Bây giờ thì nó lớn rồi, nó không trang trí nữa. Linh sẽ sử dụng cái này để treo lên cái cây. Mấy cái này trứng của mình làm thì nó hơi nặng một tí, cho nên Linh sẽ trang trí nó ở trên cái cành lớn. Còn mấy cái này xé ra nó nhẹ lắm cả nhà ơi, giống như là trứng cút của mình người ta lấy người ta làm á, cho nên nó rất là nhẹ. Mua thế rẻ hơn mà tự làm hơi bị mệt. Cái này người ta đã làm cái khoanh sẵn như vậy rồi, mình chỉ lấy mình treo lên thôi. Cái cây nè cả nhà, nó cái cây này nè sống rất là lâu nha. Nếu mình để cho ở trong cái chậu như vậy và mình thêm nước vào và mình cứ giữ nó thì nó ra rễ rất là nhiều, và sau đó mình đem thêm trồng dưới đất bình thường thôi. Thì nhà Linh mấy năm trước cũng có một cây rồi, xong rồi đem rồi để dành trồng thì nó cao rồi, nhưng mà nó không có cái cành đẹp á, cho nên Linh không có chặt vào, mà cái cành này Linh mua. À quên nữa, cái cành này Linh mua nguyên cái cành này luôn á là 3 đồng,
cũng rẻ ha. Trồng cây túi này thì có trứng lớn và trứng nhỏ luôn. Lần trước Linh tới cái chỗ vẽ của Linh thì thấy cái chị kia chỉ làm bằng gỗ rất là đẹp, chỉ làm luôn á nha. Thì trong cái clip mà Linh, trong cái clip này nè, thì Linh có quay cái cây mà ở chỗ Linh vẽ đó, người ta treo lên rồi thì cũng bằng gỗ, nhưng mà cái đó, đó là người ta làm sẵn. Còn Linh thấy cái chị đó là chỉ vẽ bằng gỗ luôn. Mấy cái trứng này ai khéo tay lên thì làm sẽ rất là đẹp. Năm ngoái nè, coi con Linh làm cái này dễ thương không? Đẹp ghê, cái vân thủy đó mọi người. Đó, nhìn đẹp ha. Sau cái trang trí này thì ngày 16 tới mình sẽ tổ chức ăn sáng chung với cái gia đình. Và hôm đó Linh sẽ cũng ghi hình lại và chia sẻ với mọi người. Vân thủy như là một cái màu khác. Hồi nãy Linh ghi chặt quá, hồi nãy Linh ghi chặt quá cho nên nó bị rớt ra khỏi cái trứng, phải cẩn thận hơn. Bên Việt Nam mình hình như là cũng có ngày lễ Phục Sinh đó, nhưng mà mọi người có trang trí vậy không ta? Ngoài cái trang trí trong nhà, có những người mình là tân tiên đó, người ta cũng trang trí ở ngoài cái mấy cái cây ở ngoài đường của người ta luôn. Nhưng mà Linh sợ lạnh lắm, ra đứng mà treo treo mấy cái trứng lên thôi thôi Linh không làm đâu, Linh thôi bị lười ở cả nhà. Người ta làm sẵn cái khoanh gì để mình đeo vào cũng dễ, nhưng mà Linh nghĩ là mình cột thì dễ hơn, mình tự cột thì nó khỏi phải trồng xuống. Đây, bên đây họ có một cái cũng cột không kỹ thì mình phải tự cột lại đây. Mình cột qua bên kia đi cho nó có cái màu khác ha. Linh đã trang trí xong cái cây này rồi nè. Nhìn cũng dễ thương ha cả nhà ha. Cho cái nhà mình có sức sống một tí. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Linh treo cái bức tranh nãy giờ đụng vào mà không có để ý. Cái bức tranh nó bị xéo xẹo rồi. Để Linh quay xong Linh sẽ chỉnh lại. Con nói gì con? Je moet er wat onder doen, want anders gaat het weer nat worden. Ừ, để mà làm. Nhìn dễ thương nha cả nhà ha. Chào cả nhà. Đây là bữa sáng đầu tiên của ngày lễ Phục Sinh. Gia đình Linh ăn sáng cùng nhau. Mình có thể đến nhà người thân của mình ăn vào ngày lễ đầu tiên, hoặc là ngày mai, ngày thứ hai là ngày lễ thứ hai. Nhưng mà gia đình Linh hôm nay sẽ ăn chung với nhau. Thì bày vẽ một chút. Tụi Linh có ăn vô khót, quên đem vô khót ra rồi. Thì có ăn với những cái loại hạt này nè. Hạt hướng dương, hạt chia, rồi hạt lanh, rồi bắp. Bắp cái này flex bắp Linh ở cái tên nó Linh quên mất tiêu rồi. Rồi ngũ cốc và bánh mì, vài loại bánh mì. Thì hôm nay mình bày vẽ một tí chứ bình thường thì cũng ăn vội vàng để đi làm đi học thôi. Thì ngày cái lễ Phục Sinh này bên Linh được nghỉ 4 ngày, ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày thứ hai, cho nên mọi người hay lấy cái ngày lễ này để đi du lịch luôn. Nhưng mà gia đình Linh nó chỉ đi du lịch ở trong nước, không đi ra ngoài, cho nên chỉ đi vào những giống như đi một ngày rồi về thôi.
Thì ngoài cái sô-cô-la nè, rồi ăn sáng cùng nhau, mọi người có thể gửi thiệp nữa. Hôm trước Linh có quay một cái clip về mấy tấm thiệp phục sinh, xong nó bị hư. Rồi khi mà Linh quay trở lại, Linh quay nữa thì họ dẹp đâu mất tiêu rồi. Chắc Linh tới trễ, mà Linh nghĩ không trễ đâu, Linh tới khoảng 4-5 ngày trước á, thì không thấy nữa, họ dẹp mất rồi. Cho nên không có thể chia sẻ cho mọi người thấy cái thiệp phục sinh như thế nào. À, thật ra thì Linh cũng chưa bao giờ gửi thiệp phục sinh cho ai luôn, và cũng chưa bao giờ nhận cái thiệp phục sinh của bất cứ người nào hết. Đó, lễ phục sinh thì phải có sô cô la kiểu phục sinh nè. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha, và Linh chúc mọi người một ngày thật là vui, một ngày lễ phục sinh thật an lành. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Hãy quên nhớ subscribe, share, nhấn chuông và like giùm Linh nhé. Cảm ơn cả nhà.